chào các bạn. Món tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn là món chanh đá tuyết. Để thực hiện món này thì các bạn cần chuẩn bị nguyên liệu như là chanh tươi. Chanh tươi ở đây thì mình chọn là chanh Đà Lạt. Chanh Đà Lạt này sẽ có cái phần nước được nhiều và cái phần vỏ sẽ có phần tinh dầu thơm. Cái nguyên liệu tiếp theo đó chính là sữa đặc. Sữa đặc này thì rất là dễ mua rồi, bạn có thể mua được bất cứ ở nơi đâu gần nhà các bạn. Tiếp theo là xế đặc đường. Với món này thì các bạn có thể thay thế cái xế đặc đường này bằng với đường hạt. Thì cái định lượng của xế đặc đường dành cho món này mình đang sử dụng là 35ml. Còn nếu như các bạn sử dụng đường hạt thì các bạn có thể sử dụng là 20g đường hạt. Thì khi mà xay với đường hạt thì đồ uống sẽ có độ khô cao hơn. Còn nếu như các bạn muốn cân bằng hơn về độ lặng thì các bạn có thể sử dụng là xế đặc đường như thế này. Rồi, món này thì ngay sau bây giờ thì mình sẽ trình bày luôn cho các bạn món này. Trước tiên là mình sẽ sơ chế chanh, cắt đôi để bắt lấy phần nước cốt. Phần nước cốt chanh ở đây mình sẽ sử dụng là 30ml. Các bạn nên sử dụng một cái dụng cụ bắt chanh như thế này thì nó sẽ chặn được cái phần hạt. Mình sẽ bắt 30ml chanh. Khi vắt thì mình sẽ úp cái mặt của quả chanh xuống dưới, sau đó sẽ bóp nhẹ. Các bạn chỉ cần bóp nhẹ thôi, không cần bóp quá mạnh, bởi vì lực quá mạnh thì sẽ khiến cho cái hạt nó bị nát vụn ra, thì nguy cơ cái khả năng cái đồ uống nó bị đắng sẽ cao hơn. 30ml nước cốt chanh. Tiếp theo là mình sẽ dùng một nửa quả lạc này để mình cắt cái phần trang trí và cái phần vỏ này. Phần vỏ phía bên ngoài này mình sẽ cắt qua cái phần vỏ này để lấy cái phần thịt vỏ đấy xay cùng với cái nguyên liệu của cái món này. Nó sẽ tăng cái độ thơm lên cho cái món này rất là nhiều. Và đây cũng là một cái nguyên liệu không thể thiếu của cái món này được. Chính là vỏ quả chanh này. Mình sẽ cắt lấy 1/2 của quả chanh. Lìa đi lấy cái phần vỏ. Cái phần trang trí cho món này thì các bạn có thể cắt một cái lát ở hình tròn để gài trên cốc, hoặc là các bạn có thể cắt một miếng đường vòng vòng như thế này đây, để trang trí. Rồi mình sẽ cho các cái đồ này vào trong cối xay, bao gồm 30ml nước cốt chanh. Tiếp theo là đường. Xế đặc đường ở đây mình sẽ sử dụng là 35ml. Nếu như sử dụng đường hạt thì hãy sử dụng 20g đường hạt. 35ml xế đặc đường. Tiếp theo là sữa đặc. Sữa đặc ở đây mình sử dụng là 60ml. Trông thì có vẻ là lượng ngọt khá nhiều, nhưng mà khi nó được phối hợp với cái lượng chanh như vậy thì rất là cân bằng, uống rất là mát và không hề ngọt. Nếu như bạn nào khẩu vị uống ít ngọt hơn thì mình có thể giảm chút đường xuống. Còn nếu như muốn uống ngọt hơn thì mình có thể tăng đường lên. Rồi, một điểm cần lưu ý nữa là xay cùng với cái vỏ chanh này. 1/2 vỏ chanh. Tiếp theo cuối cùng là lượng đá. Đá ở đây các bạn nên lưu ý là cái lượng đá nó không giống như những lần trước nữa. Những lần trước thì với những đồ đá xay thông thường thì mình chỉ sử dụng khoảng 150-180g thôi. Còn riêng với những cái món dạng kiểu như thế này, ví dụ như là chanh đá tuyết này, hay là một những cái món dạng cốt dừa dạng xay chẳng hạn, thì nó sẽ sử dụng lượng đá nhiều hơn. Ở đây mình sử dụng là 250g đá. 250g đá. Thì các bạn hãy thúc đẩy một cái bình này lên cho mình. Bằng trước. Đổ trước một bình ạ. Sau đó đọc tiếp cho mình 1/3 nữa. 1/3 của mình là 500ml nữa. Các bạn sẽ được một lượng. Một lượng rơi vào khoảng độ 250g. Rồi, bây giờ nguyên liệu đã đầy đủ rồi. Lên xay món này thì nó sẽ hơi khô một chút,
nên là khi xay các bạn hãy đừng chạm tay vào cái cối xay này để cho cối xay không được trục quay. Tiếp theo đó là bật công tắc lên và đá trước và xay. Trong khi xay thì mình sẽ phải tương tác cùng với cái máy này để phần đá được xay mịn nhất. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện và đá trước. Trên trung bình một chút. Tiếp theo là xay trong vòng 25 đến 30 giây. Cái việc sử dụng cốc cao thì các bạn có thể lựa chọn những cái ly cốc thấp, miệng hơi rộng một chút, cũng rất là hợp lý cho những cái đồ kiểu dạng vừa ăn vừa xúc ăn vừa hút như thế này. Với những cái ly đồ uống thấp thì là các bạn có thể thấy là có một số quán nó hay trình bày bằng cách là họ sẽ làm cho cái ly đồ uống cao lên như là cái ngọn núi, thì trông là khoảng mình cũng khá là ok. Phần đá xay nó trông như là những cái bông tuyết. Ok, mình được hoàn thành trong món canh đá tuyết của các bạn thành công.